Cuối tháng 8 vừa qua, Google đã phản bác cáo buộc chống độc quyền của EU bằng một văn bản dài 150 trang. EU cáo buộc Google lạm dụng vị trí chiếm lĩnh thị trường để thao túng kết quả tìm kiếm trên mạng, trục lợi cho dịch vụ Google Shopping. Trả lời cáo buộc này, Google chối bỏ mọi hành vi thao túng. Vụ việc lần này rất thú vị và nó thách thức các quy định và các luật sư về chống độc quyền. Nó đánh vào trọng tâm của định nghĩa độc quyền. Liệu Google có bị coi là độc quyền và thao túng hay không, khi chính người dùng ai cũng muốn sử dụng Google? Đây là điều mà giới chức cần phải suy nghĩ. Ủy ban châu Âu cho biết sẽ nghiên cứu đơn phản bác của Google trước khi có bước đi kế tiếp. Nếu Google bị định là có tội, thì mức phạt dành cho dịch vụ tìm kiếm chiếm 90% thị phần châu Âu sẽ rất lớn. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ Google có thể bị phạt bao nhiêu, mà là phần thắng sẽ nghiêng về bên nào. Đây được coi là một trong những vụ kiện cạnh tranh thương mại lớn nhất trong kỷ nguyên Internet.